Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hương Bùi Family nha. Hôm nay Hương có mua một cái bịch bánh bao làm sẵn nè mọi người, đây cho mọi người xem nè. Bánh bao này là bánh bao thịt heo nha. Hương mới lấy ra khoảng 3 cái để Hương hấp để review cho mọi người xem á. Thì đây là một cái bịch của nó, nguyên một cái bịch này là khoảng tầm 12 cái bánh đó mọi người. Đây Hương cho mọi người xem nha. Đây, cái bánh bao này nhìn khá là đẹp luôn á mọi người. Trắng ngần luôn á. Và mềm nữa. Cái mặt sau của nó không hề phải có giấy nè. Đây, một bịch như thế này là 12 cái nha. Trong này thì có sẵn nhân thịt heo luôn, giống như trên hình nè mọi người. Đây. Đây, 12 cái nhỏ tí tí như thế này nè. Hương mua của cái hãng Mỹ Hương gì đây nè. Bánh bao thịt heo. Giá của một bịch như thế này là 30.500 đồng á mọi người. Hương mua trong siêu thị nè. Lần đầu tiên Hương ăn cái bánh bao mà có nhân, mà gọi là bánh bao bánh bao tiện lợi á mọi người. Cái này mình chỉ cần mua về rồi mình đem mình hấp mình ăn thôi, mình không cần phải về cái khâu chế biến làm bột hay là làm bất cứ một cái gì hết, không cần phải mua nhân để về để nắng ra. Thì bây giờ Hương sẽ đem và hấp thử cái bánh bao này để review cho mọi người xem thử như thế nào nha. Thử bánh bao mua ở trong siêu thị, thử bánh bao tiện lợi thử nó có ngon không nha cả nhà ha. Đây nè mọi người, bây giờ Hương sẽ hấp sẵn ba cái bánh này nha. Hương sẽ bật lửa lên ha. Hương đang dùng cái sừng hấp tiện lợi nha mọi người. Mình chỉ cần dùng một cái nồi bình thường của gia đình mình hay ăn thôi. Cái nồi bự bự một xíu. Rồi để cái sừng này vô nè. Đây nè mọi người. Cái sừng này khá tiện lợi thôi nè, chỉ có 10k thôi nè. Đó, bung ra nè, sắp lại. Cái này nó có cái trong nè mọi người đây. Mình để vô. Mình không cần phải dùng nguyên cái một cái nồi hấp bự ha. Ví dụ như mình muốn hấp cái gì mà nó ít ít thì dùng cái sừng tiện lợi này nó sẽ tốt hơn. Cái này Hương mua có 10k thôi cả nhà. Đây, xoay lại ha. Rồi, đợi cho nước sôi và bánh bao chín. Nè, Hương sẽ lấy ra review cho mọi người xem ha. Cho mọi người xem nè. Cái này là liệu nhà Hương trồng nè. Hương đơm rằm á, mấy bữa nay nó cũng khô hết rồi nè. Cái liệu nhỏ tí xíu nhưng mà cái vỏ trong bên trong này mọi người thấy nè, nó chín chín đỏ nè, khá là ngon luôn á. Chua chua ngọt ngọt mọi người ơi. Mọi người biết tại sao không? Tại vì trái này nó nhỏ cho nên là nó chua chua ngọt ngọt. Còn những trái bự như thế này nè, ăn sẽ rất là ngọt luôn á. Được đâu hai ba trái bự à. Đây nè. Tên tên đây nè mọi người. Đó. Chín rồi nè cả nhà ơi, chín rồi nè. Thơm ngần luôn nè. Wow, khói bốc lên nghi ngút luôn nè cả nhà. Rồi, mở camera luôn rồi. Mở camera luôn rồi cả nhà ơi. Nha mọi người, tôi sẽ lấy thử một cái ăn để review cho mọi người xem nha. Đây, mọi người nhìn nè, cái bánh bao này trắng ngần luôn nè mọi người. Khá là đẹp mắt luôn á. Thơm với mọi người ơi. Bên trong là mọi người một cục thịt. Thịt thôi nha mọi người, không hề có trứng cút ha. Nhưng mà cái vỏ bánh mềm mềm lắm mọi người ơi, mềm tươi xốp. Ngon quá.
Nói chung là với giá thành 30.500 đồng 12 cái bánh bao như thế này, nhân thịt như thế này nè mọi người, ăn khá ok, tiện lợi. Mọi người khỏi tốn thời gian để nhào bột nè, mình phải chuẩn bị nguyên liệu nè, rồi mình phải hấp nè, rồi mình phải sơ chế rất là nhiều công đoạn nữa. Thì cái bánh bao tiện lợi này á, mình muốn ăn lúc nào cũng được mọi người, chỉ cần mua về để trong ngăn mát tủ lạnh, thích ăn lấy ra hấp là có ngay cái bánh bao thơm ngon luôn. Hình như Hương để ý là có cái bánh bao nhân trứng cút nữa mọi người, nhưng mà Hương lựa cái bánh này là chỉ có nhân thịt thôi, không hề có trứng cút. Thì ai thích ăn mọi người vào siêu thị mua ngay cái bịch bánh bao tiện lợi này về hấp ăn, khỏi cần phải làm mọi người, để tốn thời gian. Thì cái video của Hương tới đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Bye bye. Mọi người, Hương sẽ lấy thử một cái ăn để review cho mọi người xem nha. Đây, mọi người nhìn nè, cái bánh bao này trắng ngon luôn nè mọi người, khá là đẹp mắt luôn á. Thơm với mọi người ơi. Bên trong là mọi người một cục thịt. Thịt thôi nha mọi người, không hề có trứng cút ha. Nhưng mà cái vỏ bánh mềm, mềm lắm mọi người ơi, mềm tươi xốp. Ngon lắm. Nói chung là với giá thành 30.500 đồng 12 cái bánh bao như thế này, nhân thịt như thế này nè mọi người, ăn khá ok, tiện lợi. Mọi người khỏi tốn thời gian để nhào bột nè, mình phải chuẩn bị nguyên liệu nè, rồi mình phải hấp nè, rồi mình phải sơ chế rất là nhiều công đoạn nữa. Thì cái bánh bao tiện lợi này á, mình muốn ăn lúc nào cũng được mọi người, chỉ cần mua về để trong ngăn mát tủ lạnh, thích ăn lấy ra hấp là có ngay cái bánh bao thơm ngon luôn. Hình như Hương để ý là có cái bánh bao nhân trứng cút nữa mọi người, nhưng mà Hương lựa cái bánh này là chỉ có nhân thịt thôi, không hề có trứng cút. Thì ai thích ăn mọi người vào siêu thị mua ngay cái bịch bánh bao tiện lợi này về hấp ăn, khỏi cần phải làm mọi người, để tốn thời gian. Thì cái video của Hương tới đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Bye bye.